Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Hàng Nhật Bản Giá Rẻ. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một em rửa bát của Toshiba nhé. Mã hiệu luôn đây, DWS600C nhé, 100cc này. Tiếc bên ngoài con này tương đối là đẹp nhé. Đó, tương đối là ok này. Đây này, cái này cái mặt của nó này. Đấy, đây cái này, bên này thì cái này thì cạo ra nó ra rồi. Nào ơi, đi ra, ná. Đó, các bác nhìn cái lồng nó rất là mới nhé, lồng nó này vệ sinh thì nó chưa được sạch cho lắm. Cái này thì bác về bác chỉ có lau lại giúp em một chút là sạch thôi. Đây các bác nhìn cái giòn của nó này, giòn dưới của nó còn ok nhé. Na đi ra, đó các bác nhìn giòn dưới của nó thì ok nhé. Đi ra ngoài này, đó đây này, đấy. Con này đời 2009 nhá, điện 100V này. Tần số của nó thì là 50 đến 60 Hz này. Đấy, nếu mà rửa bình thường không ấy thì nó chỉ có 144W thôi, còn rửa nước nóng nước của bác ấy là nó lên đến 1001 nhá. Đấy, thành vách thì nó thì ok nhá, không cấn móp thế nào ngoài đây một tí, thế này góc này thì không để ý đâu. Đằng phía sau. Đó, đây một tí nhá, hai cái này thì để phía sau nhá các bác nhá. Đấy, rất là chi tiết luôn. Đây, con này các bác mà cài full bát đũa nhá, full bát đây rửa này, bây giờ nhìn trên lần trên này nó còn đẹp nguyên luôn. Đó, cái này mà bác cài full bát đĩa cốc chén ấy thì cũng được khá đấy. Cái này đâu chắc phải tập được mười mấy hai cái bát này, gấp cái này gấp có thể gấp ra gấp vào nhá. Đó, đây các nút chế độ nhá, bật này tắt này thì ra em chưa em không cắm điện đây nhá các bác nhá. Đấy, con này có cả sấy nhá, cả sấy này, con này có rửa lên 60 phút nhá, rửa sấy này. Đấy, giật con này có chế độ diệt khuẩn nhá. Đấy, cô ozone nữa là diệt khuẩn ở nhiệt độ cao này. Đấy thì đây chỉ sấy thôi nhá, rửa nhanh này, rửa nhẹ này, vợt con này căng gu là cứng đầu nhá, rửa những cái vết cứng đầu như dầu mỡ rồi đấy, khô ghét nhá. Đây có cả chế độ rửa yên tĩnh này, có đêm hẹn giờ nhá. Thì con này em bán với giá là 2,5 triệu các bác nhá. Đây này, nhìn được đến 80 độ C này, 2,5 triệu này. Những cái này các bác về các lau lại là lau là sáng nhá. 2,5 triệu này, bác nào chuyển khoản thì em bao ship nhá. Em cảm ơn các bác xem clip của em nhá, bác thấy hay thì cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhá. Em chào các bác, em hẹn các bác ở clip tiếp theo.